Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho anh em tham gia một chuyến để góp nhận 10 token BKB được bán cứ khoảng 15 đô để trước khi vào dự án. Anh em cho mình xin ít phút để cập nhật lại dự án nhận một token BKC ngay bán khoảng 21 đô. Bạn nào chưa làm thì click cái phần link video của mình làm video này cho ngon nha tất cả các bạn. Thì chương trình này góp này nó đã phong phú nha các bạn. Pha các bạn chờ một chút xíu các bạn. Tốc cần BKC nó đã phân phối về dưới mình là một tốc cần này các bạn. Thì con này nó hiện tại chưa quýt giao được các bạn. Nó còn trong chương trình bán hàng free sale rồi giao 12 này các bạn. 20 đô cho một tốc cần nha các bạn. Thì chương trình bán free sale nó còn 42 ngày nữa. 42 ngày 13 giờ 27 phút 10 giây nữa thì nó chương trình này gấp này nó kết thúc các bạn. Thì tất cả có thể rút cái tốc cần BKC này về được các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, mở cái tay ra mở nút start cho chatbot nè bạn. Sau khi các bạn bấm nút start xong thì các bạn lấy cấp tra 70-82 thì các bạn âm mấy ta 70-82 bằng âm 12 các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group, kênh seller, Twitter follow cho bên bot, subscribe YouTube follow Twitter, những trang mạng xã hội này các bạn vào tự làm đi các bạn. Join nhóm chat. Rồi các bạn mới đáp lại nha bạn. Rồi bạn join hết tất cả trên trang mạng xã hội này bạn. Twitter thì các bạn follow vô Twitter nè. Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn like và retweet nha các bạn. Bạn like 2-3 bài đi các bạn. Rồi tất cả các bạn mới đáp lời. Rồi tất cả các bạn làm xong nhiệm vụ hồi bạn muốn submit tên các bạn. Nhiệm vụ thì có follow Twitter và retweet sự inbox. Giờ join những cái Telegram rồi các bạn. Nhiệm vụ khá là mỏng luôn. Rồi các bạn điền lên địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Thanh Nhân Quỳnh 5.11 và cộng kênh được mặt Thanh Yêu Đòn. Tiếp tục thì ID submit you to ID thì các bạn điền lại username Twitter cho tất cả các bạn nha các bạn. Cộng MMO. Bạn nào không biết lấy username thì xem lại video mình hướng dẫn các bạn lấy username nha các bạn. Cộng MMO các bạn. Subscribe YouTube this you sell the yet. Tiếp tục thì các bạn gửi đôi đường link vào lúc YouTube mình nha các bạn. Rồi các bạn copy đường link YouTube của mình gửi lại cho bot nha các bạn. Bạn nào không biết thì xem là những video mình hướng dẫn lấy link vào lúc file nha các bạn. Rồi submit you link YouTube adop video các bạn. Khi ship lại cái video adop chia sẻ adop các bạn thì các bạn nhấp vào kênh YouTube của nó lại người ta các bạn. Các bạn chia sẻ một cái video của nó lên. Rồi các bạn chia sẻ lên Twitter người ta các bạn. Bấm vào chia sẻ nè. Tweet rồi bạn chia sẻ lên tweet nha bạn. Các bạn bấm đăng test nha bạn, chia sẻ các bạn, rồi bạn bắt đầu mở Twitter mình ra lại nè. Sao cái bài của nó đây ta? Phan các bạn, để mình chia sẻ bài video lại các bạn. Bấm vào chia sẻ nè. Bạn sẽ chép vào link kết nè. Rồi bạn mang Twitter mình ra lại mình tweet các bạn. Nhấp vô. Đăng test lại. Sao nó không hiển thông neo chứ các bạn.
Rồi các bạn chia sẻ nè các bạn. Bạn sao chép lên tweet nè. Rồi bạn mới đáp lời nè, các bạn gọi lên cho bot nè. Tiếp tục con chết nè. Giết nè. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ với chocolate, mai chocolate các bạn có địa chỉ nhắn các bạn mình gọi cho bot nè. Ai gấp khá là đơn giản luôn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm địa chỉ nhắn các bạn. Các bạn sao chép lên nè. Rồi các bạn gọi chatbot nè. Rồi bạn bấm complete address nè. You support. Rồi tất cả các bạn join vào nhóm support của nó các bạn. Các bạn join vào cái nữa. Rồi bạn join vào nhóm chat nè các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Các bạn bấm vào complete nè. Nó các bạn bấm vào balance để check số gần kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 10 tập cần BKFC nè bạn. Các bạn lấy tên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập cần nha các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhìn những video clip tiếp theo từ mình nhé.